Đầu năm nay, hết câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank, hóa chất Đức Giang Hà Nội, rồi đến Tiến Nông Thanh Hóa đưa ra những hợp đồng đắt giá với chủ công Hà Ngọc Diễm. Nhưng sau những cân nhắc, Ngọc Diễm lại quyết định tái ký hợp đồng 1 năm với Truyền hình Vĩnh Long, cùng điều kiện huấn luyện viên Nguyễn Xuân Dung sẽ ở lại. Bởi với Hà Ngọc Diễm, đây là một gia đình với tình chị em đến từ chính những đồng đội mà cô đã gắn bó suốt 8 năm qua. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà quan trọng là ở đó mình có chỗ đứng, quan trọng là người ta trân trọng mình hay không. Mà từ xưa giờ nhờ đâu mà em được như thế này, em không thể nào bỏ đi. Không ít thì nhiều, tình cảm mà lãnh đạo cũng như ban huấn luyện và chị em ở đội dành cho em thì rất là lớn. Cho nên đó là điều duy nhất mà em cố gắng ở lại để giúp đội. Tình cảm sâu đậm của Hà Ngọc Diễm với đội bóng quê hương đã khiến chính ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ, cũng như làm cảm động những đồng đội bên cô. Hà Ngọc Diễm thì cũng nói những câu bản thân tôi là huấn luyện viên, tôi cũng rất cảm động. Con sẽ tiếp tục hợp đồng với đội, đây là nơi quê hương, nơi sinh ra, dù rằng nó có ít tiền. Cái uy tín rồi cái thương mến của lãnh đạo đối với tất cả anh chị em đối với Hà Ngọc Diễm thì nó lại càng tăng lên. Vậy là cơ hội trụ hạng lại mở ra với Truyền hình Vĩnh Long nhờ sự gắn bó của đội trưởng Hà Ngọc Diễm. Còn những người yêu bóng chuyền cả nước thì được chứng kiến một câu chuyện đẹp về tình đồng đội, tình thầy trò bên ngoài sân bóng.